Chất lượng cao giá tại xưởng, các size 5cm, 7.5cm, 10cm, 15cm, 18cm, 20cm, 100 bóng nhựa cho bé là hàng Việt Nam chất lượng cao chịu sức ép lên đến 100kg, 100 bóng cho bé có đầy đủ giấy chứng nhận an toàn chất lượng cho bé, 100 bóng nhựa mềm hàng Made in Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO, 100 bóng nhà banh an toàn tuyệt đối cho bé giá gốc tận xưởng sản xuất và phân phối bởi nhà phân phối Hưng Long HP, 100 banh nhựa được dập nổi thương hiệu trên mỗi quả bóng để phân biệt với các loại bóng Trung Quốc giá rẻ làm từ nhựa chai lọ tái chế, bóng nhựa mềm cho bé. Bóng nhựa mềm là loại bóng hình tròn làm bằng nhựa mềm, căng hơi và có kích thước nhỏ phù hợp với trẻ em. Là một trong những loại đồ chơi quen thuộc mà các bậc phụ huynh lựa chọn cho con mình vì đặc tính nhẹ, mềm, nhiều màu sắc và cách chơi đa dạng. Phù hợp các chơi và vận động trong, lều bóng, nhà bóng, quay bóng, bể bóng, lợi ích sản phẩm, với 9 màu cơ bản, đỏ, cam, vàng, hồng, xanh lá, xanh dương. Giúp bé phân biệt màu sắc, phát triển thị giác, bé nhỏ tập luyện cầm, nắm, ném và các trò chơi vận động động theo nhóm như tung bóng cho nhau. Ném bóng trúng đích, bóng nhựa sản xuất theo công nghệ mới 03V, cảnh sắc, an toàn cho da bé, thông số kỹ thuật, kích thước, đường kính 5,5cm, số lượng, 100 quả, 2 quả, chất liệu, nhựa nguyên sinh, sản phẩm dành cho bé trên 9 tháng tuổi, xuất xứ, Việt Nam, có in nổi trên bóng để phân biệt chính hãng, đồ chơi cho bé banh nhựa nguyên sinh đồ chơi an toàn cho bé yêu cho bạn, bảo hành 100% sản phẩm.